Xin chào anh chị quý khách hàng đã quay trở lại với kênh Hiền Bốn Bánh. Trước màn ảnh của anh chị đây là Toyota Cross phiên bản Hybrid nha anh chị. Đây là một trong những chiếc xe được sự quan tâm của rất là nhiều anh chị từ khi mà ra mắt đến thời điểm hiện tại luôn. Và đây cũng là chiếc xe đầu tiên phiên bản xăng lai điện mà bên em thu được từ khách hàng. Trước đây thì cũng có xe Cross nhưng mà chủ yếu là dòng 1.8V thôi. Đây là một trong những chiếc xe đầu tiên xăng lai điện mà tụi em lấy về được. Bởi vì những cái dòng xe này rất là khó mua anh chị. Khách hàng họ không có nhu cầu bán nhiều và xe mới nó cũng không có nhiều xe, nên hầu như cái những cái xe này thứ nhất là nó giữ giá và thứ hai là rất là khó mua đó. Thì khách hàng này đổi lên cái dòng cao hơn nên để lại cái xe này cho bên em. Dòng Hybrid này thì nó sẽ có một vài điểm để phân biệt với dòng 1.8V và 1.8G bình thường. Những cái viền xanh này đó, nếu mà anh chị phát hiện khi mà xe này di chuyển trên đường thì anh chị phát hiện những cái viền xanh này thì là biết là xe Hybrid nha anh chị đó. Những cái phần ở ngoài đây thì có thể dán được nhưng mà cái phần đèn ở trong đây được. Hầu như là không có dán được nha anh chị, mà cũng không có ai mà để mà mở cái đèn ra, chỉ để dán cái màu xanh này thôi đó. Thì có thể là anh chị sẽ nhìn thấy dán những cái viền xanh ở ngoài nhưng mà cái viền bên trong cái đèn này là không có thay đổi được nha anh chị. Một chiếc xe áp dụng công nghệ Hybrid chính hãng của Toyota Việt Nam. Xe này nước sơn màu đen, sản xuất 2021 nha anh chị. Biển số Sài Gòn. Đi thì cũng ít à, đi có 17.000 km thôi. Phần nội thất cũng là một nội thất màu đỏ nâu. Có dán phim nè, lốp sàn, camera hành trình, bệ bước lên xuống, mấy cái viền chrome. Xe này của bên em cũng mới lấy về luôn. Cuối năm thì tụi em tranh thủ lấy xe về bán Tết nên rất là nhiều mẫu xe để anh chị lựa chọn. Cross này hiện tại nếu mà anh chị không thích bản xăng lai điện thì tụi em có hai chiếc 1.8V, một chiếc màu xám xanh, một chiếc màu trắng. Đó. Rất là nhiều lựa chọn để anh chị lựa chọn luôn. Có gắn thêm cấp điện nên anh chị. Thì xe này cũng vậy thôi. Xe mới rất là mua rất là khó, chờ lâu lắm. Nên hầu như những cái xe này lúc mua mới là khách hàng đều phải lắp thêm phụ kiện. Trung bình là từ 70 đến 100 triệu nha anh chị. Tùy thời điểm. Có những cái thời điểm lúc mà nó hot xe là phải gắn cả 100 triệu phụ kiện. Đây, cái màn hình đây là LCD luôn. Nó khác biệt ở chỗ so với bản V. Có gắn thêm cái sạc không dây nè anh chị. Này sạc không dây chính hãng nè, nó ôm gọn cái vừa khít luôn. Xăng điện chạy êm lắm anh chị. Xe này đi phải nói trong cái thời buổi đổ xăng khó như vậy thì anh chị nào đi cái xe này thì yên tâm luôn. Xăng thì nó chỉ tầm khoảng 4 lít 100 cây. Đây nó hơi khó nhìn. Đây để em đọc cho chị nè. Ngoài đô thị là 4 lít rưỡi, trong đô thị là nó khoảng cái này nó hơi ngược xíu. Đường ngoài đô thị thì nó sẽ hao xăng hơn. Nó 4 lít 5.
đường trong đô thị là 3,7 lít, đường kết hợp là 4,2 lít. Có thể là khi mà chạy tốc độ chậm anh chị thì cái động cơ điện nó sẽ hoạt động là chủ yếu đó, nên nên nhà công sản xuất công bố là đi trong đô thị thì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Do trong đô thị thì mình chỉ chạy tốc độ tầm khoảng dưới 50 là nhiều, nên hầu như là cái động cơ điện nó sẽ hoạt động nên nó sẽ tiết kiệm hơn đó. Một mẫu xe rất là đặc biệt anh chị ha. Những cái xe xăng thì chạy trong đô thị nó hao hơn, còn xe này chạy trong đô thị thì nó sẽ đỡ hao nhiên liệu hơn, vỏ còn dày lắm. Do tụi em cũng trong hãng anh chị nên tụi em sẽ được đào tạo về kiến thức sản phẩm, nắm được kiến thức để chia sẻ với anh chị đó. Khi mà anh chị mua xe tại đại lý chính hãng Toyota thì anh chị sẽ được phục vụ theo tiêu chuẩn của Toyota. Ngoài sản phẩm thì anh chị sẽ được hỗ trợ về dịch vụ sau bán hàng, chất lượng xe được đảm bảo đó. Một trong những cái ưu điểm mà khi anh chị mua xe tại Toyota Sur ha, rất kỹ nè, cái này cũng bọc bật lên lớp cốp sau nè, lớp xe thì chưa xài luôn anh chị đó. Anh chị nào cần xe dịp Tết thì lấy xe này là quá hợp lý luôn. Cốp điện này gắn thêm nha anh chị, có đá cốp luôn nè. Có viền che mưa, ốp tay nắm cửa này của Toyota chính hãng luôn. Rod này thì ngồi hàng ghế sau nó rộng rãi lắm chị, nó có cái nấc ngã ra nữa nè. Đó, sẽ ngã ra hơn. Ngồi thoải mái lắm. Vỏ thì chắc chắn bốn vỏ theo xe rồi. Cái vỏ còn dày lắm. Xe này thì hiện tại bên em đang chào bán hơn tỷ xíu anh chị. Có hỗ trợ thương lượng thêm cho anh chị nha. Anh chị vui lòng gọi trực tiếp cho Hiền để được hỗ trợ tư vấn thêm. Xe này chắc chắn là cam kết cho anh chị là không lỗi. Keo chỉ là nguyên zin hết. Đã được kiểm tra 176 hạng mục và còn bảo hành chính hãng rất là dài luôn. Xe này bảo hành chính hãng nó tới 2024 và bên em sẽ bảo hành thêm 1 năm hoặc 20.000 km về động cơ và hộp số nữa. Nên anh chị hoàn toàn yên tâm nha. Mua xe tại đại lý chính hãng thì anh chị sẽ được cam kết chất lượng và đáp ứng được tiêu chuẩn của Toyota Việt Nam, nên anh chị sẽ được đảm bảo quyền lợi cao nhất nha. Dòng này thì cũng rất là khó mua luôn. Bên em hiện tại đang có một chiếc hybrid này với lại một chiếc Camry cũng là hybrid. Anh chị nào quan tâm thì alo cho em ha. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.